Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu chân dung hai người vợ xinh đẹp của cố ca sĩ Vân Quang Long. Nam ca sĩ từng kết hôn 2 lần. Tuy nhiên, bản thân anh cũng khá kín tiếng về chuyện tình cảm riêng tư, nên thông tin về người vợ đầu tiên của anh kháy đỏi. Chính vì thế mà khán giả thường nhầm lẫn hai người vợ của anh với nhau. Được biết, Vân Quang Long từng kết hôn lần đầu tiên vào năm 2002 và đã có hai người con, một trai, một gái. Bà xã của anh là chị Lê Vân, người vợ đầu tiên của Vân Quang Long, là một bác sĩ nha khoa. Cuộc hôn nhân này kéo dài 13 năm thì tan vỡ. Kể về người vợ đầu tiên, nam ca sĩ Vân Long từng tiết lộ: thời điểm anh đã học lớp 11 thì biết đến cô, lúc đó cô đang học lớp 7. Nhớ lại thời gian hẹn hò yêu nhau, Vân Quang Long chia sẻ: ngày xưa hai người cùng chung đội tuyển học sinh giỏi của trường chuyên Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nên bị bạn bè gán ghép, không ngờ thành đôi thật. Thời điểm anh chính thức gia nhập nhóm nhạc 1088 cùng với các tên tuổi như Ưng Hằng Phúc, Điền Thái Toàn, Nhật Tinh Anh và Nhất Thiên Bảo, cũng là lúc bà xã đầu tiên của anh lên Sài Gòn nhập học. Khi còn nhóm nhạc 1088 thì liên tục có vệ sĩ kèm theo, bà xã của nam ca sĩ Vân Quang Long chỉ đứng từ đằng xa nhìn theo chứ không được gặp. Chỉ mỗi chủ nhật được ra ngoài 3 tiếng gặp nhau rồi lại phải về. Năm 2002, nhóm 1088 chính thức tan rã, các thành viên phải tự tìm bước đi mới cho mình. Thời điểm này cũng là lúc Vân Quang Long và bà xã quyết định kết hôn. Tuy nhiên, do ngày xưa đám cưới, lúc Vân Quang Long còn trên đỉnh cao của sự nghiệp, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng, nên cả hai đã đăng ký kết hôn mà không tổ chức đám cưới đình đám. Thời điểm đó, anh rất trăn trở và cảm thấy có lỗi với vợ, nên đã dành nhiều thời gian bù đắp lại cho vợ con. Dù là một mối tình đẹp như mơ, với nhiều năm yêu nhau, tìm hiểu lại có với nhau hai người con kháu khỉnh, nhưng sau 13 năm chung sống, Vân Quang Long và bà xã đầu tiên vẫn quyết định ly hôn. Sau đó, Vân Quang Long bước vào cuộc hôn nhân lần thứ hai với cô gái tên Linh Lan, sinh năm 1989, có ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung. Bà xã thứ hai của Vân Quang Long kém anh 10 tuổi và cũng cùng quê ở Đồng Tháp. Họ quen nhau trong một lần đi ăn chung với bạn bè ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, Vân Quang Long cho biết bản thân vô cùng ấn tượng với sự xinh đẹp và dịu dàng của vợ thứ hai bây giờ. Sau đó, cả hai làm quen và tìm hiểu nhau sau một thời gian. Khi tình cảm đã chín muồi, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới khi được sự đồng thuận từ hai bên gia đình. Linh Lan rất hiểu cho công việc của chồng và thường đi theo làm trợ lý cho nam ca sĩ. Sau khi kết hôn, nam ca sĩ cũng ít khi chia sẻ ảnh của vợ vì anh sợ đời sống cá nhân của cả hai bị làm phiền. Vào năm 2017, anh đưa vợ cùng tham gia một chương trình truyền hình. Đây cũng là lần đầu tiên Linh Lan xuất hiện trước công chúng cùng với anh. Hiện cặp đôi đã có một cô con gái hơn 2 tuổi đồng. Nhưng hơn một năm qua, Vân Quang Long qua Mỹ sinh sống, để lại vợ con tại Việt Nam. Sống xa nhau, anh cũng rất nhớ vợ và cô con gái nhỏ và thường xuyên gọi điện về hỏi thăm nhau. Vì thế, thông tin anh qua đời khiến vợ con cùng gia đình vô cùng bàng hoàng.